Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Khám phá Bí ẩn. Rất vui được gặp lại các bạn. Động vật hoang dã là những loài sinh vật sống tự nhiên trong môi trường tự nhiên, không bị ảnh hưởng hoặc kiểm soát bởi con người. Chúng sống ở các môi trường khác nhau trên khắp hành tinh, từ rừng rậm đến sa mạc, đồng cỏ, núi non và biển cả. Động vật hoang dã đa dạng về loài và có nhiều tính cách, thói quen và cách sống khác nhau. Dưới đây là một số điểm đặc trưng về động vật hoang dã. Động vật hoang dã mang lại sự kỳ diệu và là nguồn cảm hứng cho nghiên cứu khoa học, nhiếp ảnh và việc bảo tồn. Chúng thường được người ta nghiên cứu để hiểu rõ hơn về thế giới tự nhiên và cách chúng tương tác với môi trường. Động vật hoang dã là một phần quan trọng của hệ sinh thái và là một kho tàng độc đáo của hành tinh chúng ta. Việc bảo vệ và duy trì động vật hoang dã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự đa dạng sinh học của trái đất. Trước khi đi khám phá thế giới động vật, các bạn vui lòng đăng ký kênh và đừng quên bật chuông đón xem video mới nhất của Khám phá Bí ẩn, like, chia sẻ cho nhiều người biết. Bạn hãy để lại bình luận của mình ở dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng là loài chim lớn với chiếc mỏ khỏe mạnh sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì chúng tìm thấy. Những khoảnh khắc kinh hoàng được camera ghi lại. Các loài động vật dưới nước là thức ăn ưa thích của bộ nông. Dù bơi rất nhanh nhưng không thể thoát khỏi cái mỏ khổng lồ của bộ nông. Trong không gian bao la của nước, thân cây của bộ nông tập trung tìm kiếm con mồi. Với lợi thế đôi chân dài và khỏe, chúng dễ dàng săn được con mồi ở vùng nước sâu. Rất nhanh chóng nó phát hiện ra con mồi, con lươn lớn bị nuốt chửng. Một con chuột đang đi dạo trong vườn, rất nhanh đã phát hiện ra bị thân cây màu trắng bắt được. Chuột lang cố gắng thoát khỏi nguy hiểm nhưng không thành công. Chỉ vài giây sau, con chuột bạch đã trở thành món ngon cho thân trắng. Trong một đầm lầy yên tĩnh đã diễn ra cuộc chiến khốc liệt giữa chó hoang và chim. Leptolopidis javiacicos phụ trợ Lepta. Với lợi thế nằm trên mặt đất, chó rừng nhanh chóng hạ gục con mồi và thưởng thức bữa ăn ngay sau đó. Một cảnh tượng hết sức man dợ được camera ghi lại khi hai chú chim non liên tục bị một thân cây lớn màu trắng mổ vào. Với chiếc mỏ to lớn này, chiếc cuống trắng liên tục dùng nó tấn công hai chú chim non đáng thương. Hai chú chim con cố gắng tìm cách trốn thoát nhưng rất khó thoát khỏi tình huống này. Liên tục bị tấn công vào cổ và đầu. Không ngờ sau những cú đánh của thân cây trắng, hai cậu bé vẫn đứng dậy được. Không chỉ săn cá sông, chuột đồng còn là thức ăn ưa thích của diệc xám. Với cái mỏ dài của mình, diệc xám dễ dàng bắt được chuột đồng, ngay cả khi chúng ẩn nấp rất kỹ trong hang của mình. Đại bàng được mệnh danh là chúa tể bầu trời. Sở hữu những móng vuốt dài và khỏe, chúng có thể nâng những vật nặng hơn cơ thể mình. Những con thằn lằn trên sa mạc khó có thể trốn thoát khi bị đại bàng nhắm đến. Rất nhanh chóng, đại bàng đã tóm được con mồi và mang về tổ. Ếch cũng là con mồi béo bở của diệc xám.
Vì ếch khá lớn nên diệc xám phải vận dụng rất nhiều kỹ năng mới có thể nuốt chửng con mồi. Con chim mào đáng thương bị đại bàng bắt được đang kêu rất to. Nhưng bù lại, những đòn tấn công liên tục vào cơ thể lại rất đau đớn. Đại bàng quyết tâm không để con mồi trốn thoát. Tình huống tiếp theo là cảnh đại bàng chiến đấu với rắn hổ mang. Cả hai đều rất thận trọng với nhau. Rắn hổ mang sẵn sàng đánh trả một cách hung hãn để xua đuổi kẻ thù. Biết không thể bắt được khổng lồ này, đại bàng nhanh chóng bỏ đi. Cá sấu là loài động vật rất nguy hiểm ở dưới nước. Nhưng cá sấu con lại là con mồi béo bở cho đại bàng. Rất nhanh chóng, đại bàng nhân cơ hội đó bắt cá sấu con về tổ. Rắn đuôi chuông là loài động vật cực kỳ nguy hiểm với nọc độc có thể giết chết 10 người trưởng thành. Vậy mà chú chim nhỏ này lại dám tấn công rắn đuôi chuông. Không ngờ với sự nhanh nhẹn của mình, chú chim nhỏ đã chiến thắng được con mồi khổng lồ này. Rắn biển cũng là thức ăn ưa thích của đại bàng. Một con rắn biển đang bơi lên khỏi mặt nước, nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của đại bàng. Rất nhanh chóng, đại bàng lớn nhìn thấy cơ hội con rắn biển nổi lên trên mặt nước và ngay lập tức tóm gọn con mồi. Sau đó đại bàng mẹ mang chiến lợi phẩm về cho đàn con. Chim bồ câu là loài chim có vẻ ngoài rất hiền lành, nhưng chúng cũng là loài ăn thịt rất nguy hiểm. Với cái mỏ to lớn, nó chỉ nuốt chửng những con chim nhỏ xung quanh khi đi săn. Không còn cơ hội cho những chú chim nhỏ tội nghiệp nữa. Hai chú chim sẻ xanh đang cố gắng giải cứu chú chim bồ câu tội nghiệp đang bị đại bàng tấn công. Lợi dụng sức mạnh và bộ móng vuốt của mình, đại bàng không bỏ cuộc, không cho chim bồ câu cơ hội trốn thoát. Sau đó, đại bàng kiêu hãnh thưởng thức con mồi. Cá thật là thức ăn ưa thích của loài cá chân dài. Diệc xám đang tìm kiếm thức ăn trong hồ. Với lợi thế là chiếc mỏ sắc nhọn và khả năng săn mồi dưới nước, những con cá nhỏ khó có thể thoát khỏi chiếc bừa này.
trứng chim là thức ăn ưa thích của chăn rừng. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được đồ ăn. Đại bàng mẹ đã rất quyết tâm đuổi theo con chăn để bảo vệ trứng của mình. Cú là một trong những loài chim được biết đến vì có đôi mắt tinh vi nhất. Chúng có thể phát hiện con mồi ở khoảng cách 1.000 mét. Với khả năng quan sát và bay rất nhanh, chuột rất khó thoát khỏi nanh vuốt của loài cú. Đoạn clip lại cảnh một con rắn bạch tạng đang nuốt chửng một con rắn khác khiến nhiều người bất ngờ. Cuộc chiến kịch tính này được ghi lại tại một ngôi đền ở Bhadrak, bang Odisha, Ấn Độ. Trong clip, một con rắn bạch đang tấn công một con rắn nâu. Sau cuộc giằng co, con rắn bạch tạng chiếm được ưu thế và tìm cách nuốt chửng đối thủ. Nó há miệng to hết cỡ rồi ngoạm chặt lấy con rắn nâu, kéo lê con mồi trên mặt đất. Sau đó, con rắn bạch tạng cử động hàm và từ từ nuốt chửng rắn nâu vào bụng. Chỉ vài phút sau, người ta chỉ còn nhìn thấy phần đuôi của con rắn nâu xấu số trong miệng rắn bạch tạng. Nhân viên cứu hộ rắn MRAMOHD, người quay clip đã đến hiện trường để giải thoát con rắn đang bị rắn bạch tạng nuốt chửng. Tuy nhiên, cư dân trong làng đã ngăn anh lại bởi cho rằng con rắn trắng hiếm gặp là vật thiêng. Kỹ năng săn mồi tuyệt đỉnh của báo hoa mai. Ở đoạn video dưới đây, báo hoa mai đã mai phục sẵn trong bụi cây. Đến khi linh dương Impala chạy qua, báo đã phi thân tóm gọn con mồi một cách dễ dàng. Trong đoạn video này, báo hoa mai đã phục sẵn trong bụi cây từ trước. Khi phát hiện linh dương Impala chạy qua, nó đã phi thân và dễ dàng tóm gọn con mồi. Sau khi bắt được linh dương Impala, báo hoa mai liền tha con mồi đến nơi an toàn để đánh chén nhằm tránh việc bị các đối thủ săn mồi khác giành mất miếng ăn. Video kết thúc ở đây. Cảm ơn vì đã xem. Hẹn gặp lại các bạn tại khán giả ở những tập tiếp theo.